Home, hệ thống thiết kế thi công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Home đưa lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng hôm đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Makholm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu so vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình nên việc xây nhà với mắc home dễ dàng hơn bao giờ hết nhanh tay liên hệ mắc hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 mắc home giá trị tạo nên thương hiệu và vài lời giới thiệu của một số người bạn Khánh Phương thì Khánh Phương đã tình cờ đến với trang thiết bị nội thất của Max Home và sau một khoảng thời gian sử dụng thì Khánh Phương cảm thấy là uh, uh, nội thất ở đây rất là tốt, chất lượng Và cảm giác như là nội bền nó rất, rất là cao và đặc biệt là giá cả rất là phải chăng và phù hợp Cho nên là Khánh Phương cảm thấy rất là hài lòng về những cái trang thiết bị nội thất của Max Home ờ, Xin chào mọi người, tôi là Chu Bin Và hôm nay thì tôi đến với Max Home thì tôi đã lựa chọn được uh, cho mình những cái uh, đồ nội thất rất là giá phải chăng và nó rất là đẹp À, đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình nên là rất là mong uh, Smart Home sẽ được uh, thành công trong uh, cái uh, bước đường uh, mà Smart Home hôm nay khai trương và ngày càng sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Tôi đã sử dụng Smart Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Smart Home. Phải nói là thiết kế thi công Smart Home đẳng cấp vượt trội. <laughs> Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một mẫu nhà mang đậm thiết kế của Mark Home. Được Mark Home thiết kế thì công chọn gói cho gia đình nhà anh Lê Văn Thành, địa điểm là tại Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Nếu như quý khách hàng nào ở gần khu vực Thạch Thành, Thanh Hóa, hãy đến để tham quan trực tiếp công trình mà từ thiết kế nó ra Thi công chọn gói nó sẽ đẹp và đẳng cấp như thế nào. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công chọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đang là đơn vị tiên phong, đơn vị lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng chọn gói. À, như quý vị và các bạn đã biết rồi, nhu cầu xây dựng chọn gói nó sẽ là một trong những nhu cầu tất yếu của tương lai. Nếu như chúng ta ở tại các thành phố lớn như Hà Nội, như Sài Gòn, như Đà Nẵng thì chúng ta đã thấy cái việc mà mọi người làm chọn gói nó đã có từ cách đây 5 năm, 10 năm rồi. Và bây giờ nó đang lan tỏa về các cái vùng quê, về những tỉnh thành khác. À, quý khách hàng ở xa hay bên nước ngoài hãy liên hệ đến số hotline của MacHome là 096 445 0964458888 hoặc 0881333333 đây là hai số chúng tôi có zalo sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm à, thứ bảy là chủ nhật đều nhân viên túc trực à, trên này MacHome có rất nhiều những mẫu nhà đẹp à, chúng ta có thể truy cập vào trong những cái kênh khác của MacHome như nhà đẹp MacHome kênh này thì à, đang là một trong những kênh dẫn đầu ở trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng à, hơn 1,6 triệu sắp 1,6 triệu người đăng ký. Thứ hai là kênh nội thất Mark Home là 132.000 người đăng ký và kênh nhà phố Mark Home là 113.000 người đăng ký và kênh Mark Home chính của chúng ta cũng được à, cán mốc là 110.000 người đăng ký bởi vậy là cái lượng khách hàng theo dõi Mark Home rất là đông những video mà Mark Home mới up lên thôi nhưng mà sau một thời gian rất ngắn sẽ được lên xu hướng và rất rất nhiều khách hàng đón xem hàng ngày. Chúng ta có thể truy cập vào trong website Mark home tên miền là machomegroup.vn hoặc là thiết kế thi công trọn gói.com Trên này Mark Home đang có rất nhiều những cái mẫu nhà đẹp, những cái dòng sản phẩm, ví dụ như những dòng sản phẩm mà Mark home cung cấp trọn gói vào trong công trình Cái điều này là điều khác biệt hoàn toàn của Mark home so với lại những đơn vị khác à, Tất cả những đơn vị khác là người ta sẽ mua vật tư vật liệu ở các cửa hàng, các đại lý Còn riêng đối với Mark Home là chúng tôi sẽ cung cấp các vật liệu rồi trực tiếp chúng tôi sản xuất ra và cung cấp trọn gói vào trong công trình của khách hàng như vậy thì cái xây dựng chọn gói của Mark Home nó đã đạt lên một cái đẳng cấp hoàn toàn mới và Mark Home sẽ bảo hành bảo trì những cái dòng vật liệu này khá là lâu nên là quý vị và các bạn sẽ yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng. Đặc biệt là cái chi phí mà khách hàng mua những nguyên vật tư vật liệu trực tiếp từ Mark Home giá sẽ thấp hơn rất rất nhiều so với việc khách hàng mua ra bên ngoài cửa hàng một cái điểm lợi thế khác là Mac hôm có thêm các thầy phong thủy, à đây là một trong những cái sự khác biệt giữa mắc hôm Mac hôm có thiết kế đặc biệt là có các thầy phong thủy song hành cùng kể cả trong suốt quá trình thi công, lễ động thổ, lễ cất nóc rồi lễ về nhà mới đều có các thầy chọn ngày giờ, chọn hướng và làm thế nào để mang được tài lộc một cách vẹn toàn nhất, một cách à, tốt nhất về cho gia chủ, đấy là cái sự mong mỏi của rất rất nhiều ban lãnh đạo công ty cũng như thể là mọi khách hàng đều mong muốn như vậy. À, chúng ta thì truy cập vào trong đường link facebook của mark home tên miền là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng mark home quý vị các bạn lưu ý rằng mark home chỉ có duy nhất một facebook chính thống này thôi à, chúng ta tránh với lại những cái facebook fanpage giả mạo chúng ta hãy gõ cái đường link là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng mark home Ở trên này có rất rất những lượng uh, nhiều lượng người theo dõi follow và nhắn tin hàng ngày rồi quay trở lại mọi hôm nay chúng ta thấy rằng đây là một trong những công trình mang đậm phong cách thiết kế của mark home một trong những công trình rất là đẹp à, với những công trình mark home này không cần quá cầu kỳ à, thực sự là với những công trình mark home không phải là biệt phủ không phải lâu đài không phải là những công trình nó quá hoành tráng nhưng tuy nhiên nó vẫn toát lên được cái vẻ đẹp một trong những cái vẻ đẹp mà nó có hồn phải khẳng định rằng các thiết kế của mark home nó rất có hồn à, và được mọi người đón nhận rất là nhiều Đấy, rất rất nhiều những đơn vị khác là người ta vẽ rất đẹp người ta làm rất cầu kỳ đắp phàm chịu hoa văn nhưng người ta quên một cái vấn đề là cái giá thành đấy muốn thiết kế được một công trình muốn xây dựng được một công trình thì chúng ta phải để ý đến cái vấn đề về giá thành giá thành của chủ nhà có đủ tài chính để làm được hay không đấy mới là bài toán khó chứ còn vẽ một công trình đẹp thì nó lại rất là đơn giản rồi rất là dễ dàng công trình này được thiết kế với hệ mái nhật và phong cách hiện đại à, với những công trình nhà vườn thì như các video trước quý vị các bạn xem rất nhiều video của tôi quý vị các bạn đã biết rồi chúng ta có 3 dạng mái điển hình à, tôi nói là ba dạng mái điển hình nhé bởi vì chúng ta còn rất nhiều các dạng mái khác À, đầu tiên là dạng máy bằng, đây là cái mà chúng ta hay thấy trong những công trình mà mang phong cách hiện đại à, Thứ hai là dạng máy nhật như thế này hay còn gọi là máy lùn Với cái dạng máy nhật thì chi phí của nó phù hợp, chi phí của nó tiết kiệm, nó không quá cao à, Và hai nữa là nó cũng mang một cái vẻ đẹp rất là truyền thống thứ ba là với phần mái thái mái thái của chúng ta thì nó rất là cao nó sẽ bao gồm cái phần nóc xây thu hồi và phần đổ bê tông mái vát bởi vậy để chi phí để xây dựng phần mái thái nó sẽ cao hơn chi phí chúng ta xây dựng phần mái nhật và rõ ràng là cao hơn phần mái bằng của chúng ta rồi còn về phong cách thì chúng ta có ba dạng phong cách chủ đạo trong những ngôi công trình nhà vườn một là phong cách hiện đại hai là phong cách tân cổ điển ba là phong cách cổ điển galactic à, để cái cách nhận biết là phong cách cổ điển chúng ta sử dụng những cái hoa hoa văn phào chỉ đắp vẽ rất là cầu kỳ thế nên là thường chúng ta sẽ áp dụng trong những công trình biệt thự lâu đài biệt phủ đắp hoa văn cầu kỳ thế nên là chi phí của nó cũng rất là cao à, đây là một công trình à, hơi đáng tiếc rằng chủ nhà chỉ lựa chọn tam cấp thôi nếu như chủ nhà làm bậc ngũ cấp thì sẽ đẹp hơn rất nhiều đặc biệt với lại những công trình một tầng thì tôi đã khuyên quý vị của các bạn rồi chúng ta hãy nên làm bậc ngũ cấp bậc ngũ cấp nó tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành trong một ngôi nhà một ngôi nhà chúng ta có đầy đủ ngũ hành thì bao giờ nó phong thủy nó cũng sẽ tốt hơn cái thứ hai nữa là sau này quý vị và các bạn sẽ để ý rằng cái tỷ lệ phần đế phần thân và phần mái nó cũng sẽ phù hợp hơn rất là nhiều Đấy, bởi vì cái phần đế chúng ta nếu như chúng ta làm tam cấp hay nhất cấp ấy, thì nó thấp còn nếu như chúng ta làm bậc ngũ cấp trở lên thì bao giờ nó cũng sẽ sang hơn, nó đẹp hơn và nó phù hợp với tỷ lệ hơn. Góc bên này chúng ta thấy được phần tên nước và thái dương năng. À, tên nước và thái dương năng với những công trình một tầng à, nó thấp như thế này thì quý vị hãy nên sử dụng thêm máy tăng áp. À, bởi vì máy tăng áp này nó sẽ giúp cho cái lượng nước đến các đầu ra thiết bị chúng ta nó mạnh hơn chứ còn nếu như chúng ta chỉ sử dụng cái tét nước bình thường này thì chúng ta sẽ thấy rằng là à, cái đường sử dụng nước sau này chúng ta nó chảy rất là bé chảy rất là bé cái này chỉ là một trong những cái tiểu tiết thôi nhưng mà đối với mắc hôm thì chúng tôi luôn quan tâm đến những cái tiểu tiết dù là nó bé nhất dù là nó rất là phụ nhưng mà chúng tôi luôn đưa ra những ý tưởng những cái đóng góp cho khách hàng làm thế nào để có một công trình vẹn toàn công trình này thì được sử dụng toàn bộ hệ nhôm hệ sinh pha, kính kính an toàn hai lớp. Vậy thì nhiều người hỏi tôi rằng là kính an toàn thì có an toàn hay không? À, thực sự kính an toàn nó cũng như thể kính cường lực thôi. Nhưng mà cái cường độ của nó không thể bằng như cường độ của kính cường lực. À, bởi vậy thì phía bên trong chúng ta nên sử dụng thêm những cái song sắt bảo vệ, song yên ốc hay là song uh, sắt sơn tĩnh điện để bảo vệ uh, cái bộ cửa của chúng ta nó an toàn tuyệt đối hơn. À, cái màu sắc của công trình này thì chúng ta là sử dụng gam màu lạnh bởi vì thiết kế một công trình chúng ta sẽ chia nó ra làm ba gam màu chủ đạo một là gam màu nóng gam màu nóng thì nó sẽ bao gồm là ngói màu đỏ này hay là ngói màu cam hay là ngói màu nâu à, các cái phần điểm nhấn của chúng ta cũng sẽ sử dụng là màu vàng màu cam hay là màu nâu đất để nó đi đồng bộ với nhau còn đây là gam màu lạnh thì chúng ta thấy cái màu sắc nó sẽ nhẹ nhàng, nhàng hơn rất là nhiều còn lại gam màu trung tính là gam màu chỉ bao gồm duy nhất hai màu là màu trắng và màu đen thôi đây là hình ảnh hiện trạng khuôn viên khu đất của nhà anh thành à, nhà anh thành thì tọa lạc ở trên đất đỏ đất đồi thế nên là cái việc thi công cái nền móng chúng ta cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều à, đây là hướng ngôi nhà à, bên cạnh à, anh thành có thêm một cái vườn mía à, và rất nhiều những cái cây ăn trái khác à, khuôn viên khu đất rất là rộng lớn rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua bộ sơ của công trình này xem công trình này với kích thước là như thế nào dài rộng ra làm sao À, trước hết thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sơ về hạng mục thiết kế kiến trúc thì trong một bộ sơ về đầy đủ về một công trình thì chúng ta phải yêu cầu là chúng ta phải có bộ sơ về thiết kế kiến trúc bộ sơ về kết cấu bộ sơ về điện nước bộ sơ về bóc tách dự toán chi tiết và bộ sơ về nội thất ngoài ra thì chúng ta có thể thêm bộ sơ về phong thủy cẩm nang về trang trí đấy là một trong những cái bộ sơ quan trọng trong cấu thành một ngôi nhà của mình để xem cái bộ sơ một cách chính xác nhất thì quý vị các bạn hãy để ý đến cái phần mục lục mục lục bản vẽ nó giống như việc chúng ta đọc một cuốn sách vậy chúng ta phải biết là trong cuốn sách đấy nó gồm những trang gì bài gì thì sau đấy chúng ta mới nhớ được chứ tránh cái việc mà chúng ta đọc nguyên một cái tập dài hàng trăm hàng trăm tờ lớn nhỏ chúng ta không nhớ được một cái gì trong đầu thế thì trong cái phần mục lục bản vẽ kiến trúc này chúng ta có 29 mục chính 29 mục chính và gồm rất rất nhiều các mục bé thì quý vị và các bạn chỉ cần để ý cho tôi ba mục thôi đầu tiên là mặt bằng thứ hai là mặt đứng mặt cắt và thứ ba là chi tiết của cửa đi chi tiết nhà vệ sinh rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem qua chi tiết mặt bằng của nhà này đây là khuôn viên mặt bằng tổng thể hay còn gọi là tổng mặt bằng trên cái tổng mặt bằng này quý vị và các bạn hãy để ý cho tôi là cái hướng hướng bắc là cái hướng quay lên 12 giờ. Chúng ta luôn luôn nhớ là như vậy, mặt bằng cấp trong bản vẽ cấp phép hay là bản vẽ thiết kế hay bất kỳ bản vẽ về quy hoạch về bản vẽ gì nữa chúng ta cũng luôn mặc định là hướng bắc là hướng quay lên hướng 12 giờ. Còn lại hướng đất và ngôi nhà, quý vị các bạn cứ để nó quay tự do. À, quay tự do chúng ta không có quy định chung về cái hướng đất hướng nhà ở trên bản vẽ nhưng mà quy định chính của chúng ta là hướng bắc phải quay lên hướng 12 giờ thì trên cái mặt bằng tổng thể này chúng ta để xác định được cái vị trí danh giới khuôn viên khu đất cái hướng cái phương cái vị vậy làm nhà đầu tiên chúng ta muốn công trình chúng ta có hợp phong thủy hay không tức là chúng ta phải để ý đến phương để ý đến phương phương là cái đầu tiên sau đấy mới đến vị trí của ngôi nhà và sau đấy thì chúng ta mới xem đến hướng đấy là một trong những cái quy định trong cái việc chúng ta tính toán vào phong thủy khuôn viên khu đất của nhà anh thành nó quá rộng rồi quá là lớn thế nên là chúng ta cũng không cần quan tâm đến nhiều cái việc mà chúng ta à, đặt vị trí ngôi nhà nó có bị à, sát hàng xóm hay không hay nó có bị à, à, va chạm với đất của hàng xóm hay không À, sang đến mặt bằng thứ hai là phần mặt bằng bắt chạch đây là liên quan đến yếu tố phong thủy à, rất nhiều khuyến hàng được hai gọi điện cho tôi tâm sự rằng là gì anh em thiết kế quen tay rồi thế nên thiết kế một hai ngày là xong thôi bốc từ nhà này qua nhà kia nhưng thực sự không phải thực sự không đúng để mà thiết kế một ngôi nhà rồi và chúng tôi phải tính toán khảo sát rất kỹ sau đấy sẽ xem xem tuổi anh đấy hợp với hướng gì và những cái phòng ốc bố trí như thế nào và đặc biệt là quý vị và các bạn biết là để thiết kế một công trình nó mất rất nhiều thời gian à, còn nếu như thiết kế qua qua thiết kế cho có thì dĩ nhiên là sau này chủ nhà làm xong ngôi nhà tài lộc sẽ bị hao mòn đi và chủ nhà chắc chắn sẽ không giới thiệu khách hàng à, cho tiếp theo cho những người thân hay là cho bạn bè à, đến giữa mắc hôm nữa đấy và khi đối mắc hôm hiện tại thì làm xong bất kỳ công trình nào thì chủ nhà cũng giới thiệu rất nhiều do là chủ nhà làm xuyên suốt quá trình xây dựng không gặp bất kỳ một cái vận đen nào à, chưa kể là làm xong công trình thì à, anh em bạn bè họ hàng kéo đến rất là đông tạo nên những mối quan hệ những cái việc tiền tài những cái lộc nó kéo liên tục về cho chủ nhà thì trong mặt bằng bát trành thì chúng ta sẽ xác định được cái gia chủ sinh năm 1979 cung mệnh là cung chấn hành là hành mộc thuộc đông tứ trạch À, hợp với các hướng là bắc hướng đông hướng đông nam và hướng nam thì từ những cái quan trọng về phong thủy là để chúng ta sẽ tính toán nó được cấu tạo cái mặt bằng chi tiết như sau à, mặt bằng chi tiết không gian của gia đình nhà anh thành à, chúng ta sẽ cấu tạo gồm một phòng khách liên thông với khu vực bếp và liên thông khu vực phòng thờ ngoài ra thì chúng ta có tận 3 phòng ngủ trong đấy có một phòng vệ sinh chung à, hơi đáng tiếc rằng công trình này không có phòng vệ sinh cấp kín À, nếu là tôi thì cái phòng ngủ không một thì tôi sẽ thiết kế thêm một cái phòng nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong này thì nó sẽ giải quyết cho vấn đề về nhà vệ sinh của chúng ta rất là tốt bởi vì là với cái quy tắc thiết kế ba phòng ngủ thì chúng ta phải cần tối thiểu là gì ạ là hai nhà vệ sinh à, nếu quý vị các bạn nào thích mẫu này thì chúng ta hãy chế thêm cho tôi một cái phòng vệ sinh đặt ở hướng này thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về công năng hoặc là chúng ta chia đôi nhà vệ sinh này ra chúng ta đẩy cao phần tường này lên một chút chúng ta chia đôi nhà vệ sinh à, mỗi không gian thì rơi vào tầm cả khoảng 3 mét là phù hợp rồi chúng ta xem qua cái phần thiết kế không gian về ngôi nhà này công trình này có ba lối tiếp cận một lối đi vào từ sảnh chính một lối đi vào khu vực sảnh bếp và một lối đi ra vườn ở phía sau chúng ta hãy luôn nhớ rằng tim của phần sảnh chính không bao giờ được nằm trên một đường thẳng với tim ở một phần sảnh phụ đấy là cái lỗi đồng trục xuyên tâm tức là cái lỗi cơ bản sơ khai nhất ở trong thiết kế ngôi nhà với lỗi đồng trục xuyên tâm này thì chủ nhà sẽ bị hao mòn về tài lộc làm được rất nhiều tiền nhưng không giữ được của đấy, người ta gọi là tiền tài đi từ cửa trước sẽ lã lướt trôi ra cửa sau quý vị các bạn lưu ý nhé với hai là, là cái gì ạ? diện tích sảnh chính bao giờ cũng phải lớn nhất ở trong ngôi nhà chúng ta không nên làm diện tích sảnh chính nó ngang bằng với diện tích sảnh phụ hay là diện tích sảnh phụ là lớn hơn diện tích sảnh chính đấy là những cái chúng ta kiên nghị trong khu vực phòng khách chúng ta thấy là không gian chúng ta rộng 34,5 m2 liên thông với khu vực phòng thờ rộng 11 m2, khu vực bếp và phòng ăn rộng gần 20 m2. bố trí không gian như thế này là quá là hoàn hảo và quá phù hợp rồi. Cái việc mà chúng ta tách những không gian như thế này nó rất là hay và diện tích không gian của gia đình anh Thành là 14,92 x nhân với lại 9,22 chúng ta cùng qua một phép tính sơ bộ. 14,92 nhân với lại 9,22 À, như vậy diện tích chúng ta rơi vào tầm 140 mét vuông 140 mét vuông như thế này cũng là khá là phù hợp với những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên à, chú, quý vị và các bạn hãy phân biệt rõ cho tôi cái khái niệm về diện tích xây dựng và diện tích sử dụng diện tích xây dựng có nghĩa là diện tích chúng ta phải tính cả những cái phần mái chính mái phụ những cái phần đua ra bên ngoài tức là những cái phần giọt danh Người ta cứ nhớ hình dung nó là giọt ranh, giọt nước tức là bê tông đua ra tới đâu chúng ta sẽ cộng vào tới đó còn riêng đối với lại phần diện tích sử dụng thì chúng ta sẽ tính ở phía bên trong tường bao, tức là chúng ta dùng ở trên bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính diện tích ở đấy. Thế thì tại vì sao chúng ta phải phức tạp đến như vậy? À cái này là cái quan trọng để quý vị có bạn nhớ để khi chúng ta tính tiền với những đơn vị, có những đơn vị người ta sẽ tính dựa trên diện tích xây dựng, ví dụ như thợ xây. Rõ ràng thợ xây thì chúng ta sẽ tính ở trên cái phần diện tích xây dựng. À, nhưng mà riêng với những đơn vị đơn giản là thiết kế người ta sẽ tính trên diện tích sử dụng à, tránh cái việc mà chúng ta không nhớ chúng ta à, bị người ta qua mặt hay là chúng ta không biết được là cái diện tích để áp dụng trong những cái phần gì tiếp tục đến cái phần mặt đứng cái phần mặt cắt ngôi nhà này xem qua mặt đứng để chúng ta biết được cái chiều cao ngôi nhà công trình này có chiều cao là 7,55 À năm từ định mái nó cốt 00. Không không. Kích thước thông thủy của chúng ta là 3,9, kích thước phần mái của chúng ta là 3,2. Để chúng ta lưu ý rằng kích thước thông thủy ở dưới tầng 1 này hay còn gọi là tầng trệt thì chúng ta phải đẩy cao hơn một chút, nó rơi vào tầm 4,2 là sẽ được phù hợp, đặc biệt với những công trình một tầng. Thì với cá nhân tôi thì tôi luôn muốn cái ngôi nhà của chúng ta nó phải thông thoáng, nó phải đón được không khí, đón được gió một cách thoải mái thì chúng ta mới à, có thêm được nhiều tài lộc, chứ một ngôi nhà chúng ta quá thấp nó sẽ bị tù động À, nó sẽ bị bị giống như động khí thế nên là chúng ta hãy để ý một chút cái trần mà chúng ta lựa chọn quá thấp nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến công trình tiếp tục đến cái phần mặt cắt ngôi nhà Mặt các ngôi nhà này thì chúng ta sẽ biết được công trình à, có đổ bê tông ở những vị trí nào. Đây là vị trí chúng ta đổ bê tông này. Chính là trên à, nhà vệ sinh chúng ta đã tận dụng thêm một cái tầng kho. Với nhà vệ sinh thì chúng ta có hai biện pháp. Một là quý vị và các bạn có thể đóng cho đỉnh cao. Chúng ta sẽ đóng cho đỉnh cao. Chúng ta che cái phần tủ lạnh ở phía bên trên đi. Thứ hai là chúng ta có thể là đổ luôn sàn bê tông để chúng ta bố trí nó làm một cái kho để đổ đều được tùy quý vị các bạn lựa chọn vào trong sở thích còn đối với cá nhân tôi thì tôi luôn khuyến khích hàng chúng ta nên đổ thêm để tận dụng nó làm thêm một cái phòng kho và các cái vị trí như sảnh tam cấp hay là nhà vệ sinh Quý vị các bạn nhớ hạ cốt sản Đây là một cái tôi gặp rất nhiều người Chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một trong những cái vấn đề bé Vấn đề không quan trọng Nhưng tuy nhiên chúng ta lại không để ý tới Cái việc mà đánh thoát nhà vệ sinh Hay là đánh thoát ở phía sân ban công Nó rất quan trọng Vì lượng mưa khi mà nó hắt chéo vào Chúng ta thoát không kịp hay là mặt cốt sàn chúng ta bằng nhau thì rõ ràng nước nó sẽ chảy vào nhà nó sẽ làm ảnh hưởng đến phần nền đồ đạc ở trong nhà của chúng ta tiếp tục chúng ta xem đến nhà vệ sinh tại sao trong nhà vệ sinh tôi phải nhấn mạnh đi quý vị uh, rất nhiều bởi vì chúng ta phải để ý trong không gian nhà vệ sinh nó rất chặt cực kỳ nó rất là hẹp nó rất là chật bởi vậy là chúng ta phải để có những cái tính toán ngay từ ban đầu quý vị các bạn muốn lắp lavabo loại gì loại âm loại nổi hay là loại uh, uh, dài loại rộng thì chúng ta phải có ngay thông số nó ngay từ ban đầu và những cái khoảng cách vị trí làm thế nào để cho nó đầy đủ làm thế nào nó sử dụng nó không bị vướng phải những cái đồ đạc khác là chúng ta phải có trên bản vẽ rồi là cái câu chuyện mà cười ra nó mắt mà tôi gặp rất rất nhiều đấy chính là gì ạ chủ nhà tự thi công thế nên là chủ nhà yêu cầu đội thợ xây làm ốp lát phải phẳng đẹp đội cửa đến người ta lắp nó cũng rất là chính chu thế đến cuối cùng đi mua cái labovo về lắp không lắp vừa và cửa mở ra mở vào không thể mở được đấy chính là do chúng ta không có sự tính toán và khi gặp trường hợp đấy thì chắc chắn chủ nhà phải đục đường ống đi để câu sang vị trí khác rồi thậm chí có những không gian chúng ta câu sang chúng ta cũng không thể mở được cửa Thế nên là chúng ta lại phải mở ra ngoài Mà quý vị và các bạn biết là nhà vệ sinh mà khi chúng ta mở cửa ra ngoài nó sẽ rất là bất cập Rất bất cập để chúng ta không biết ở phía bên trong như thế nào Hay là chúng ta mở ra ngoài chúng ta phải đứng ở một khoảng cách Nó rất mất là diện tích À, tiếp tục chúng ta xem đến mặt bằng định vị cửa chính và cửa sổ. Đây là một trong những cái quan trọng liên quan đến kích thước lỗ ban. Thế thì trong cái phần này quý vị các bạn cứ để ý những ô tròn này. Nó viết ký tự D1, D2, S1, S2 là viết tắt của cửa đi. Cứ nhớ cho tôi là D là viết tắt cửa đi. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là đo, đo là viết tắt của phần cửa thì tương tự D1, D2, D3 là viết tắt của cửa đi. S là viết tắt của cửa sổ. Còn DVK là viết tắt của cửa đi nhà vệ sinh. S à, kép là viết tắt của cửa sổ. Quý vị các bạn cứ nhớ cho tôi là như vậy. Thế thì đến cái phần chi tiết, đến cái phần chi tiết à đây mới là phần quan trọng này. Quý vị các bạn vào lại website của Mark Home. Chúng ta vào mục thước lộ ban. Thước lộ ban nó nằm ở trên cùng này. À, nó nằm ở phía trên cùng, trên cái chữ Mark Home. À, chúng ta có mục thước lộ ban. Trong thước lộ ban của chúng ta thì chúng ta sẽ gồm 3 phần ba à, loại thước độ ban nói chính xác hơn là ba loại thước độ ban mỗi loại nó sẽ có một cái công dụng khác nhau mà rất nhiều những người thợ đến bây giờ làm nghề quá lâu mà người ta không hình dung ra được là thước nào dùng cho việc gì, thước nào dùng để đo cái gì. thì trong video này tôi xin nói lại để quý vị và bạn chúng ta cùng hiểu qua. thì trong thước độ ban chúng ta có ba dạng, một là thước độ ban 52.2 là chuyên đo về khoảng thông thủy cửa chính, cửa đi, cửa sổ. Thứ hai là thước độ ban 42.9 là thước độ ban dương trạch chuyên đo về khối, chuyên đo về bệ, chuyên đo về bậc. Và thứ ba là thước độ ban 38.8 là chuyên đo về âm phần, mồ mã ban thờ thủ thờ. Đấy quý vị các bạn hãy để ý về trong những cái kích thước này nó sẽ khác nhau về cái ý nghĩa về cái nội dung, về cách tham chiếu Vậy thì chúng ta kiểm tra lại cái phần uh, bộ cửa đi này Tôi lấy ví dụ là một bộ cửa đi thôi nhá Còn quý vị các bạn chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta hãy chịu khó là kéo thước toàn bộ những cái ô cửa sổ Còn đối với lại thiết kế mắc hôm thì chúng tôi đã kiểm tra hộ cho chủ nhà rồi Và chúng tôi kiểm tra rất là ngặt nghèo ở vị trí này Trong cái bộ cửa chính này, chiều ngang chúng ta đang là 27 Và kích thước trừ đi khuôn bao phào nẹp, trừ đi những phần cố định Chúng ta còn 1610 Vậy thì quý vị các bạn nhập cho tôi ở đây 1610 chúng ta sẽ chạy đến cái phần là phần phát đạt cái này thuộc cung phát đạt cung này nó nằm trong khoảng quý nhân khoảng này quá đẹp rồi gặp khoảng này thì chủ nhà sẽ luôn được những điều khả quan làm ăn phát đạt bạn bè trung thành con cái thì thông minh hiếu thảo đấy quá tuyệt vời một người đàn ông một người trụ cột gia đình mà làm nhà chúng ta được những cái điều như vậy thì chúng ta còn luyến tiếc điều gì đó ạ đúng ạ vậy thì nếu như không may chúng ta lên thêm vài mili đặc biệt là những người thợ gỗ người ta muốn tư vấn chủ nhà phải làm to làm hoành tráng làm rộng hơn nhưng mà chỉ cần rộng hơn một chút thôi nó rơi vào cung án thành cung này nó nằm trong khoảng hiếm họa khoảng vô cùng xấu gặp khoảng này thì chủ nhà luôn bị diện tán tài tán lộc trôi giặt tha phương cuộc sống túng thiếu gia đạo để có người đau ốm đấy là cái mà chúng ta không mong muốn bởi vậy là phong thủy trong ngôi nhà nó là cái trọn vẹn là cái chúng ta à, không phải là mê tín dị đoan nó là một trong những bộ môn khoa học đã được hàng nghìn đời nay chúng ta đã kiểm chứng chúng ta đã va vấp chúng ta đã gặp theo rồi hồ sơ thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đấy chính là phần hồ sơ về kết cấu và trong điện nước thì với bộ hồ sơ kết cấu điện nước thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cũng khá nhiều trong các video trước rồi đặc biệt kết cấu công trình kết cấu công trình chúng ta có ba cái phần chúng ta phải quan tâm, một là phần đế, hai là phần thân và thứ ba là phần mái. Với cái phần đế thì chúng ta thường chia ra làm ba cái dạng à, nền móng chủ đạo. Đầu tiên là chúng ta xây dựng nền đất ao hồ, đất yếu được bắt buộc các bạn phải ép cọc. Ngày ngày xưa thì cha ông chúng ta thường hay ép cọc tre hay là cọc cử tràm nhưng với ngày nay 100% các công trình của mang hôm thì chúng tôi đã ép cọc bê tông rồi. Còn những công trình yếu hơn thì chúng ta sử dụng cọc ly tâm, cọc khoan nhồi. À, thứ hai là về phần thân phần thân thì chúng ta xây dựng hiện tại là xây dựng bằng cái khung chịu lực bê tông cốt thép không như ngày xưa ngày xưa thì chúng ta đa số các cụ ông cụ bà hay là bố mẹ chúng ta để xây bằng tường chịu lực hãy đây là hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn Không chịu lực thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng là tường chịu lực tường chịu lực thì đối là những ngày xưa tải trọng ít hay là ông bà chúng ta chưa có sự tính toán nên, nên chúng ta thường xây liều chúng ta thường xây là tường chịu lực Đấy, còn đối với lại phần mái thì chúng ta có 3 biện pháp hay sử dụng Một là chúng ta chỉ việc xây phần tường bao Sau đấy đổ bê tông phần rằng à, bê tông khóa phía bên trên thôi Và sau đấy chúng ta lợp về kèo à, Biện pháp này nó tiết kiệm nhưng tuy nhiên nó sẽ không bền Bởi vì là phần mái ngói này Một thời gian khi chịu mưa, chịu gió thì nó sẽ bị sọc sạch Sọc sạch vào nước, mưa nó sẽ chui bên ngoài Nó sẽ thấm vào phía bên trong và ảnh hưởng xuống cái trần của chúng ta Đặc biệt là trần nóng và thể cao cái thứ hai nữa là chim chuột thì một thời gian nó sẽ chui vào và nó sẽ làm tổ ở phía trên trần thì cao. Rồi chúng ta cứ thấy là nó chạy chạy lục cộp lục cộp ở trên trần ấy. Đấy là những ngôi nhà mà chúng ta không đóng à, trần bê tông. À, biện pháp thứ hai là chúng ta đổ phần trần bê tông và lợp vì kèo lên phía bên trên. Đây là biện pháp được 90% mọi người ngày nay hay sử dụng. Bởi vì cái biện pháp kết cấu này nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta có được một lớp bê tông bảo vệ, một lớp bê tông chống nóng và một lớp bê tông làm điểm tựa độ bền chúng ta rất là cao ở phía bên trên chúng ta là ngói mang hình thức là chống nóng trang trí và nó giúp cho công trình của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Còn lại biện pháp thứ ba là biện pháp tốn kém biện pháp dành cho các đại gia là chúng ta đổ bê tông phần mái bằng sau đấy chúng ta lại tiếp tục đổ bê tông mái vát thì chúng ta sẽ sử dụng được không gian ở phía trên mái nhưng đổi ngược lại chi phí nó quá lớn. Thì tôi khuyên quý vị của bạn chúng ta cũng không nên không nên lựa chọn cái biện pháp thứ ba trừ khi những căn biệt thự biệt phủ lâu đài người ta có tiền người ta vung ra thì cái việc đấy chúng ta không quan tâm đấy, còn lại đối với chúng ta thì chúng ta chỉ cần đổ bê tông máy bằng sau đấy quý vị các bạn sử dụng vì kèo siêu nhẹ và à, ngói của mắc hôm là chúng ta đã quá ok rồi còn về phần điện nước, à, điện nước ở trong công trình thì chúng ta nó là một trong những phần quan trọng, nhưng tuy nhiên là chúng ta lại không hay để ý hoặc là chúng ta để ý nó một cách sơ sài. Đặc biệt là áp dụng với những công trình mà chủ nhà tự thi công, gần như là chúng ta chỉ làm việc với lại một người thợ chính ở trong làng hay là chỉ làm việc với một người cai thầu. Nhưng mà người cai thầu đó người ta chỉ là người thợ xây giỏi, người ta không có chuyên môn về điện về nước để người ta tư vấn chủ nhà một cách phù hợp và khi đấy chủ nhà lại gọi một ông thợ nước ở trong làng tức là lúc đấy là có hai người không đồng bộ với nhau về ý tưởng về kỹ thuật là tự nhiên chúng ta làm một cái nhà lên là cứ mỗi ông mọi việc mà chúng ta không có bất kỳ một cái gì liên kết một sợi dây liên kết nào còn đối lại mắc hôm của chúng tôi thì chúng tôi làm ngày nay thì nó quá là dễ dàng rồi mỗi không gian chúng ta sẽ chia nó ra là một lộ riêng một át riêng nó không giống như ngày xưa ngày xưa thì chúng ta sẽ kéo nó về hết một cái đầu À, một cái đầu cầu trì với cầu dao ấy, thì khi mà mất điện thì chúng ta sẽ mất luôn à, nguyên một cái nhà còn với ngày nay thì chúng ta lại chia ra làm mỗi không gian một át riêng và át ngày nay nó cũng rất là tốt nó sẽ nhảy khi mà chúng ta gặp các sự cố về quá tải à, thế nên là do giúp bảo vệ các trang thiết bị của ngôi nhà chúng ta phù hợp hơn cái thứ hai là chúng ta cũng chia rất rõ ràng cái đường dây nào chuyên về chiếu sáng, đường dây nào chuyên về điều hòa, chuyên về máy lạnh, chuyên về lò vi sóng, chuyên về bếp từ là những đường dây lớn thì chúng ta sẽ à, cái tải trọng chúng ta nó phân bổ nó sẽ hợp lý hơn là so với ngày xưa chúng ta đánh đồng toàn bộ. Và hai nữa là quý vị các bạn để ý là với những công trình cấp nước ngày nay thì chúng ta hãy nên sử dụng hộp kỹ thuật. Hộp kỹ thuật nó là một trong những cái bảo vệ đường ống chúng ta rất tốt và khi mà chúng ta muốn sửa chữa thay thế cũng rất là thuận tiện, kiểm tra bảo hành bảo trì cũng rất là dễ dàng. À, nó không giống như ngày xưa và đi đường điện ngày nay chúng ta hay có ba cái biện pháp chính một là chúng ta đi dán dây trực tiếp vào tường đây là phương án mà tôi khuyên quý vị của bạn chúng ta không nên dùng à, ngày xưa thì có thể chúng ta tiết kiệm tiền chúng ta không có tiền thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm thôi còn với ngày nay thì chủ yếu là những công trình thương mại những công trình bất động sản người ta xây nhà giá rẻ xây nhà bán sẵn thì người ta sử dụng cái thứ hai là chúng ta sử dụng à, ống gen mềm hay còn gọi là ống gen ruột gà Đấy, biện pháp này khá là tối ưu khá là tốt nhưng tuy nhiên trong những trường hợp mà thợ xây người ta ẩu người ta sẽ làm những cái vữa nó sẽ chèn vào trong những cái đường ống ruột gà và nó sẽ gây tắc Đấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc chúng ta rút dây sau này còn biện pháp thứ ba là chúng ta sử dụng ống gen cứng ống gen sino nên nó sẽ bảo vệ một cách tuyệt đối cho dây của chúng ta Tất tật các công trình ở mắc hôm ngày nay đều sử dụng ống gen cứng thì nó sẽ giúp cho công trình bền bỉ theo thời gian hơn. Rồi như vậy là ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà một tầng mái Nhật. Quý vị và các bạn nào có tầm tài chính phù hợp, à tầm tài chính ít thì chúng ta hãy nên lựa chọn mẫu nhà này. Để chúng ta không nên lựa chọn những công trình 2 tầng, 3 tầng hay là những công trình mái Thái hay là những công trình đắp phù điêu phào trị quá nhiều. Đây là một trong những công trình mà được rất nhiều khách hàng yêu mến cũng như theo cái tầm tài chính phù hợp. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thiết kế xây dựng trọn gói một mẫu nhà đẹp như thế này Hãy liên hệ đến số Mark Home Chúng tôi có số 096 445 8858 hoặc 0881 33333 Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau Gia đình tôi đã sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home để trang trí cho ngôi nhà của mình Tôi cảm thấy rất hài lòng với chất lượng của Mark Home Tôi yêu Mark Home Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công tôi yêu Marco ngoại hình của ngôi nhà thấy một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt quả thật là với những căn nhà của miền tây thì em thấy cái cái lại đi một tíu để ra lâu giờ qua cái ra rồi